Đây là hóa đơn bán ra số 185 với nội dung là cước biển nội địa. Đây cũng là doanh thu của dịch vụ, nhưng dịch vụ ở đây là dịch vụ cước biển nội địa. Chúng ta cũng phản ánh vào tài khoản 5113 giống như doanh thu dịch vụ vận chuyển. Nghiệp vụ nợ tài khoản 131 do chúng ta chưa thu tiền của khách hàng. Có tài khoản 5113, có tài khoản 33311. Chúng ta thao tác trên phần mềm như sau. Các bạn vào phân hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng. Không được tích vào kiêm phiếu xuất kho vì đây là hóa đơn dịch vụ. Các bạn chọn chưa thu tiền. Khách hàng ở đây là công ty Đức Tín. Tôi tìm kiếm tên Đức Tín. Nếu như có rồi thì các bạn tích chọn luôn. Khách hàng chưa có, các bạn phải nhấn vào dấu cộng để chúng ta thêm mã khách hàng. Các bạn điền mã số thuế, nhấn lấy thông tin. Phần mềm sẽ tự cập nhật tên và địa chỉ của khách hàng đó. Còn mã thì các bạn có thể tự điền theo ký hiệu của doanh nghiệp quy định. Và chúng ta lưu ý, mã thì thường viết liền không dấu và viết hoa. Sau đó các bạn nhấn cất. Còn ở đây tôi có mã rồi nên tôi tích chọn luôn. Diễn giải tôi ghi là cước biển nội địa. Ngày hạch toán, ngày chứng từ, mùng 7 tháng 1 năm tài chính. Xuống phần hàng tiền, cột mã hàng, tôi tìm kiếm tên cước biển. Có rồi thì các bạn tích chọn luôn, chưa có chúng ta nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen này. Nhấn vào dấu cộng để chúng ta thêm mã. Các bạn điền mã và tên là cước biển nội địa. Tính chất chọn là chỉ là diễn giải hoặc chọn dịch vụ đều được, sau đó nhấn cất. Ở đây tôi có mã rồi nên tôi tích chọn luôn. Nghiệp vụ nợ 131 có 5113, có 33311 và số lượng đơn giá các bạn có thể bỏ qua. Thành tiền là 15.454.545. Sang phần thuế, các bạn chọn thuế giá trị gia tăng theo như ở trên hóa đơn. Trong trường hợp có việc làm tròn số thì các bạn tự chỉnh sửa tiền thuế ở bên cột tiền thuế giá trị gia tăng này để làm sao giống như tiền thuế ở trên hóa đơn là được. Đó là cách làm tròn số. Còn ở đây thì chúng ta đã tròn số rồi nên không cần phải làm tròn nữa. Số hóa đơn là số 185. Và các bạn lưu ý phải sang thống kê chọn dịch vụ công trình là cước biển nội địa. Bởi vì đây là doanh thu của cước biển nội địa. Hạch toán xong thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán và đóng dữ liệu lại. Phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ bán hàng, tab bán hàng. Chọn ký các bạn cần xem và nhấn lấy dữ liệu. Đối với chứng từ mà được ghi sổ thì thể hiện màu đen, còn chứng từ mà chưa được ghi sổ sẽ thể hiện màu xanh. Lúc đó các bạn phải tích vào chứng từ đó để kiểm tra xem nội dung thông tin chúng ta hạch toán đúng hay chưa, có cần chỉnh sửa gì không, sau đó ghi sổ lại. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn bán ra số 185 cước biển nội địa trên phần mềm Misa.